Nhưng mà anh ngồi này có ổn không hay là... Không, anh đẹp lắm, anh cảm ngồi rất đẹp luôn. Bài chạy quen mình là okay. Anh Vinh có thể là chia sẻ một chút về bản thân mình cũng như là công việc bạn mình. Tôi là Quang Vinh. Công việc của tôi là một nhà tạo mẫu tóc. Thực sự thì qua một quá trình nuôi cái niềm đam mê của mình cũng như theo đuổi công việc thì hiện giờ tôi cũng đã có một số lượng khách hàng tin tưởng cũng như là gửi gắm mái tóc để tôi chăm sóc cũng như là tạo cho họ sự tự tin trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Anh có chia sẻ là anh là người tạo mẫu tóc, vậy anh có thể nhận định như thế này nói luôn là tôi chưa anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là những cái yếu tố về ngoại hình ấy, như thế nào thì với tôi, chính bản thân tôi thì ngoại hình cũng là một điều thực sự là tôi rất quan tâm và chú trọng. Bởi vì khi khách hàng đến, bản thân đến gặp tôi thì cái việc ngoại hình giúp cho người ta nhìn tôi cũng như là người ta tin tưởng ở cái sự tạo mẫu tóc của tôi cũng như là người ta tin tưởng vào cái khả năng của tôi. Và chính điều đó thì đối với tôi, cái việc chăm sóc ngoại hình cũng như là xây dựng cái hình ảnh đối với cả khách hàng rất là quan trọng. Và thậm chí thì trong cái việc hình ảnh đó thì tôi nghĩ rằng là khi mình tạo dựng được cái hình ảnh rồi thì mình sẽ biết là mình cần phải chỗ này hơi díu lại được. Lại cũng được không sao. Xong rồi về ghép. anh không có nghĩ rằng là cái ngoại hình đẹp của mình sẽ đem lại sự thành công của sống của anh không? Thực ra đối với công việc của tôi thì ngay kể cả bản thân tôi thì việc xây dựng ngoại hình cũng như là xây dựng cái hình ảnh bản thân rất là... Điều này thực tế thì chính bản thân tôi là người đã trải nghiệm. Tức là với tính chất công việc của tôi thì ngoại hình cũng như là cái hình ảnh của tôi đã góp phần cho cái công việc của tôi nó tốt hơn. Đối với người khách hàng khi đến gặp bản thân tôi thì người ta sẽ đánh giá tôi qua hình ảnh cũng như là qua cái ngoại hình để người ta có thêm sự tự tin. Vậy tôi nghĩ rằng là ngoại hình và hình ảnh của một con người rất quan trọng trong vấn đề công việc cũng như là trong vấn đề cuộc sống. Thực ra thì cũng thật sự là vô tình. Trong cái công việc của tôi thì tôi có một lần tạo mẫu tóc cho một người khách hàng. Và người khách hàng nhìn cái làn da của tôi thì người ta cũng nói rằng là cái làn da của tôi giống với làn da của họ trước đây là bị lỗ chân lông to này và có mụn. Người ta chia sẻ cái phương pháp gọi là skin gym để luyện tập cho làn da đẹp một cách tự nhiên. Và khi mà cái sự chia sẻ đó và tôi đã trải nghiệm cái skin gym tại Chu Skin và tôi thấy là cái hiệu quả của làn da của mình được cải thiện rõ ràng. Tại sao anh lại lựa chọn phương pháp skin gym chứ không phải là những cái phương pháp như là anh uống thực phẩm chức năng này, anh chăm sóc da của các hình thức bôi lát massage thông thường? Tại sao lại lựa chọn skin gym chứ không phải những phương pháp đó? Bản thân cái phương pháp skin gym thì tôi thấy rằng là việc luyện tập cho làn da được đẹp một cách tự nhiên và thời gian để chăm sóc cũng như luyện tập làn da này chỉ mất khoảng 10 phút. Chính vì những cái điều đó thì tôi thấy rằng nó rất thuận tiện trong cái công việc của tôi cũng như là trong cái cuộc sống bận rộn bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng là phương pháp skin gym là rất phù hợp với bản thân tôi cũng như là những người có tính chất công việc bận rộn trong cái thời buổi hiện tại bây giờ. Chu Skin đã đem lại cho anh một lần
Chắc chắn rằng thì tôi cũng rất cảm ơn vì True Skin đã đem cái công nghệ mới cũng như là cái phương pháp chăm sóc làn da hiệu quả cũng như là tiết kiệm thời gian đến với cuộc sống hiện tại. Và bản thân tôi thì tôi cũng thấy rằng là mình cần phải chăm sóc cho bản thân cũng như là cần phải quan tâm với bản thân từ ngoại hình và đến cả làn da nữa. Ngắn thế đấy. Em chỉ muốn nhấn mạnh cái câu là True Skin đã đem cái phương pháp skin gym về Việt Nam. Hỏi lại em nào. Anh có thể gửi tới True Skin một lời cảm ơn đấy là. Không, nhưng mà như thế nói như thế thì. Em nói Rồi. Ok. Anh sẽ ngồi thực sự Việt Nam phương pháp skin gym. Đây chính là một cái phương pháp không chỉ phù hợp với tôi mà anh vừa nói thực sự phù hợp cho em. Cứ nói nhỉ. Tôi và những người đàn ông khác sẽ luôn tin tưởng lựa chọn. Cảm ơn từng bác sĩ và chuyên viên. Vừa rồi chưa có đoạn hỏi về đối với anh thì cái đàn ông có với cả phụ nữ ấy, hình như bỏ qua cái chỗ đấy hay là cuối. Tức là theo anh thì đàn ông có quan tâm đến việc chăm sóc làn da không ấy? Chỗ đấy anh thấy chưa hỏi. Em có ngại khi đàn ông chăm sóc da không? Chưa. Lại câu đấy anh nhé. Anh có ngại, anh có cái quan điểm là đàn ông không cần phải chăm sóc da mà chỉ có biết cần phải chăm sóc da. Với tôi nghĩ rằng là đàn ông và phụ nữ thì chỉ khác nhau về giới tính, còn cơ thể chúng ta cũng như ngoại hình của chúng ta thì mỗi người đều phải quan tâm và đều phải chăm sóc cho mình để mình có được sự tự tin cũng như là có được những cái sự hoàn hảo nhất để trong cuộc sống này chúng ta sẽ thành công hơn. True Skin đã đem lại cho anh một cái làn da sáng khỏe hơn. Em có cái lời chia sẻ với True Skin. Thực sự trước đây thì tôi cũng rất là ngại trong vấn đề đi chăm sóc làn da bởi vì là nó quá tốn nhiều thời gian và những cái về từ anh lại nhé. Thực sự trước đây thì tôi cũng rất ngại trong vấn đề đi chăm sóc da bởi vì nó đã tốn rất nhiều thời gian của tôi. Nhưng với phương pháp Skin Gym này thì tôi đã cảm thấy rằng là cái thời gian chăm sóc cho làn da của mình rất là thuận tiện. Thực sự là rất là cảm ơn True Skin đã đem cái phương pháp Skin Gym này tới Việt Nam cũng như là để cho những người bận rộn công việc hoặc là những người đàn ông như chúng tôi được chăm sóc một làn da của mình khỏe mạnh một cách tự nhiên. Tự tin với làn da hiện tại mình không? Tức là sau khi làm thì anh sẽ nói giống kiểu là tất nhiên tôi rất là tự tin với làn da của mình hiện tại đấy. Khách hàng hoặc là không chỉ là khách hàng mà bạn bè người thân của tôi nhìn thấy làn da của tôi hiện tại cũng có những cái lời dụng rất là tốt, làn da cũng đã trở nên sáng hơn, người da anh sáng mà. Hỏi lại nào, mồi lại nào. Hai ý anh nhá, ở trong đấy anh tự tin đó là rất là tự tin này, được mọi người khen này. Và cái thứ hai là anh sẽ tiếp tục duy trì luyện tập làn da của mình với Skin Gym. Thực sự bây giờ tôi có một làn da như này thì đã cảm thấy rằng là rất là tự tin. Và trong cái quá trình làm việc thì cũng có nhiều người khách hàng hỏi tôi rằng là thế tôi có chăm sóc da không mà sao da lại sáng và khỏe thế. Thì tôi cũng thực sự là cảm ơn True Skin và chia sẻ cho mọi người về cái phương pháp Skin Gym này. Và tôi thực sự là rất là tự tin với làn da của mình. Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng duy trì cũng như là theo đuổi cái Skin Gym này để mình có một làn da khỏe hơn.